Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh báo sai khắp toàn quốc. Thưa quý vị, hôm nay là ngày khai mạc triển lãm trưng bày cây cảnh tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Nam Trực của tỉnh Nam Định. Và cuộc triển lãm được tổ chức tại chùa Cổ Lễ, một địa điểm rất là linh thiêng. Và chuẩn bị đến giờ khai mạc rồi. Bà Sa Đức Huy sẽ ghi cho quý vị những không khí ngày khai mạc, giờ khai mạc cho quý vị yêu cây cả nước cùng chiêm ngưỡng. Quý vị nhìn thấy thành viên ban tổ chức cùng bộ phận tiếp tân đang đã có mặt rồi. À, mọi người đã chuẩn bị để đến giờ đón tiếp các đại biểu. Em chào tất cả các anh nhá. Quý vị sẽ đến để nhìn và tất cả các thành viên trong câu lạc bộ cây cảnh thị trấn Cổ Lễ. Và quý vị một cái dàn tiếp tân rất là xinh đẹp này. Và chúng ta sẽ đến gần để trò chuyện với anh Huy, trưởng ban tổ chức. Anh Huy cho em và quý vị khán giả biết cái cảm nghĩ của anh ngay bây giờ. Ra chúng tôi rất là xúc động và cũng rất là phấn khởi để được tất cả các quý vị cũng như là các ban lãnh đạo, các sở ban ngành của huyện, của thị trấn đã tạo kiện cho anh em tôi, nhất là nhà chùa, kiện cho tôi có cái sân chơi hôm nay cũng rất là bổ ích, mà cũng là để cho tất cả các câu lạc bộ, các huyện, các tỉnh, anh em xích lại gần nhau và học hỏi lẫn nhau. Thực ra cái ngành cây cảnh này nó tuy rằng nó là chỉ là cây cảnh nhưng nó rất mang cái giá trị của thu nhập cao cũng như là cái văn hóa về nghệ thuật. Thế thì để tạo quyền bên làm cũng như là để cho cái môi trường xanh sạch đẹp, và sức khỏe con người chúng ta có sức khỏe và cũng như là có nguồn thu nhập, thì là chúng tôi rất phấn khởi. Và ngay lúc này đây thì cũng chuẩn bị đến giờ khai mạc, và cũng là mọi coi là công tác tổ chức cũng đã câu lạc bộ đang trên đường lên rất đông hiện giờ đang thu xếp, anh em đang là thành viên tôi chưa đủ và đang chia ra mỗi người bộ phận. Nên là tôi rất phấn khởi này, thì xin cảm ơn tất cả các quý vị như là các nhà vườn đến ủng hộ anh em tôi. Em thì không biết nói gì hơn. Trước cái giờ khai mạc thì cũng dành cái lời cảm ơn và cái lời chúc đến cho câu lạc bộ cây cảnh thị trấn Cổ Lễ, và chúc các anh sẽ đoàn kết để gây dựng cái phong trào địa phương ngày một phát triển như thế này, còn hơn thế nữa. Thì sẽ cảm ơn tất cả anh và cảm ơn tất cả mọi người nhé. Vì hãy chiêm ngưỡng một chút cái không khí ngày khai mạc. Và những cái tác phẩm thì cũng trở lên đẹp hơn với ngày khai mạc. Chào anh nhá. Vâng. Người dân Nam Định và các nghệ nhân Nam Định rất là yêu cây. Vâng, chào anh nhá. Quý vị nhìn thấy cái hình ảnh này thì quý vị thấy mọi người yêu cây thế nào. Và một chút nữa thì các đại biểu còn về đông nữa quý vị nhé. Những cái lăng hoa tươi thắm đã về với triển lãm và để chúc mừng cho triển lãm. Và một ít phút nữa thì sẽ diễn ra cái khai mạc của triển lãm. Thank you.
Ở trước mắt quý vị là cái này của anh Vân này, anh Vân ơi. Anh đóng góp mấy tác phẩm anh? Có một tác phẩm thôi. Sao anh nhiều cây thế mà anh có mang có một cây thôi? Bận. Thưa quý vị, là nhà anh Vân là một vườn cây rất nhiều tác phẩm đẹp quý vị nhá, còn quý. Vì một cây trực hoành. Cao chỉ khoảng anh ơi khoảng 75 phân thôi nhỉ? 75 80 rồi. 75 80 phân rồi. Cây đã được vào cái bể đá cổ. Và quý vị chiêm ngưỡng cái độ già. Cảm ơn anh nhé, em chào anh nhé. À, truyền hình của địa phương cũng đã về đưa tin quý vị nhé. Quý vị chiêm ngưỡng một cây xanh bonsai rất giá trị. Kính thưa quý vị, cùng trở lại với những giai điệu ngọt ngào nhất về quê hương đất nước, cũng như cùng với những niềm vui trân trọng nhất, cùng trở về với chương trình giao lưu. Quý vị thấy cái không khí ngày khai mạc mới ấn tượng làm sao? Có hàng mấy trăm các đại biểu đã về với triển lãm của lễ. Với bên ngoài giọng ca của tôi đang khí ngày khai mạc trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chưa bao giờ buổi lễ lại đông vui như vậy. Vui trân trọng nhất ngày cùng mang đến của với một ca khúc được mang tên Mong ước đầu xuân. Vì mới thấy được mọi người yêu cây cảnh ấy nào. Đúng là những ngày hội quý vị ạ. Thưa quý vị nhìn từ trên cao mới thấy cuộc triển lãm cổ lễ đẹp như thế nào. Thật là tuyệt vời quý vị ạ. Cuộc triển lãm vùng quanh ao sen của chùa cổ lễ rất đẹp và ấn tượng. Và quý vị cũng nhìn thấy các đại biểu đây rất đông. Các đại biểu đã phủ kín sân triển lãm rồi quý vị ạ. Bởi vì chương trình cây cảnh nghệ thuật sẽ cùng các bạn chính thức bắt đầu. Chính vì thế mà xin là trân trọng kính mời sẽ quan tâm đến. Ôi, chào các anh. Rồi, xin chào anh đến từ câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Thái Bình. Chào anh nhá. Em sang lâu chưa? Em đến từ hôm qua cơ. Mời anh đi tham quan nhá. Trước khi nào cổ lễ đông vui như vậy. Một dịp rất là ý nghĩa với những người yêu cây cảnh. Trước giờ khai mạc thì quý vị sẽ chiêm ngưỡng cái màn múa lân. Trở về để cùng chào mừng quý vị cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn và đặt lung kính các bạn để cùng chúc mừng. Trước giờ khai mạc rất là trịnh trọng quý vị ạ. Màn múa lân thì bao giờ cũng thu hút được mọi người quan tâm. Thước phim ý nghĩa về cái buổi khai mạc triển lãm cổ lễ của mình nhé. Các đại biểu về rất đông.
Xin được cảm ơn rất nhiều với tiết mục đến từ đội 4 Nơn Nạn đã cùng ngọt trở về và chúc mừng cho hội nghị của chúng ta ngày hôm nay được thành công tốt đẹp và một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Để xin được hân hoan đồng nhiệt và cảm ơn rất nhiều ạ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể quý bà con nhân dân và du khách thập phương. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay trở về với buổi lễ chào mừng lễ hội truyền thống chùa Cổ Đế đón nhận tấn phong thượng tọa Thích Đồng Vượng lên hàng giáo phẩm hòa thượng và trưng bày giao lưu cây cảnh lần thứ nhất năm 2023 và đón nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xin được đồng nhiệt gửi tới các vị đại biểu khách quý đại diện cho chính quyền địa phương, quý nhà chùa, các nghệ nhân và bà con nhân dân du khách thập phương một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Đinh được sự đồng ý quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cổ Đế, Hội sinh vật cảnh thị trấn Cổ Đế cũng như cùng tổ chức chương trình triển lãm và giao lưu cây cảnh chào mừng lễ hội truyền thống chùa Cổ Đế năm 2023. Thưa ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh, trưởng ban chỉ đạo lễ hội truyền thống chùa Cổ Đế năm 2023, đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Tấn và thân đồng nhiệt để cùng nhiệt liệt cảm ơn. Sự diện đến từ ông Dương Văn Hiếu, quyền ủy viên bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Thường trực đảng ủy, đề nghị chúng ta cùng nhất Quang Trình, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Đế, đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Hòa thượng Thích Đồng Vượng, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo huyện Việt Nam, ủy viên ban chấp hành trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, chủ trì chùa Cổ Đế, đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Thích Thành Hùng, ủy viên ban văn hóa trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chánh văn phòng Phật giáo tỉnh Nam Định, đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng các câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật của các tỉnh, các huyện và các đảo vườn của khu vực lân cận, đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng để triển lãm cây cảnh nghệ thuật của chúng ta được thành công tốt đẹp. Và sau đây xin được trân trọng kính mời nghệ thuật thị trấn Cổ Đế lên đọc diễn văn khai mạc và chúc mừng cho triển lãm của chúng ta ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng kính mời. Thay mặt cho câu lạc bộ cây cảnh thị trấn Cổ Đế xin kính chào quý vị khách quý, tất cả các nhà vườn, các tỉnh bạn, các huyện, một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Linh cùng các ông bà thay mặt cho các ban ngành, đoàn thể huyện Trực Ninh kính thưa ông Dương Văn Hữu, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, bí thư đảng bộ thị trấn Cổ Đế, kính thưa hòa thượng Thích Tâm Vượng, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên ban chấp hành trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, chủ trì chùa Cổ Đế, kính thưa thượng tọa Thích Thanh Hùng, ủy viên ban văn hóa trung ương giáo hội Việt Nam, phó thống chùa Cổ Đế đón nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đón nhận giáo chỉ tấn phong pháp chủ giáo hội Việt Nam quyết định tấn phong thượng tọa Thích Tâm Vượng lên hàng giáo phẩm hòa thượng và các sự kiện quan trọng khác. Thưa quý vị khách quý, các câu lạc bộ, các nhà vườn trong và ngoài tỉnh, câu lạc bộ cây cảnh thị trấn Cổ Đế được thành lập năm 2020 còn rất non trẻ và mới mẻ, chỉ có hơn chục thành viên với lòng đam mê, khát vọng, nhiệt huyết mong có được nghệ thuật Cổ Đế sẽ không ngừng học hỏi, phấn đấu để Cổ Đế có nhiều người trên mọi miền đất nước biết đến con người và miền đất nhân kiệt Trực Ninh. Một lần nữa, thay mặt cho câu lạc bộ cây cảnh thị trấn Cổ Đế, tôi xin chân thành biết ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, của hòa thượng Thích Tâm Vượng, các câu lạc bộ, các nhà vườn, các huyện, các tỉnh lân cận đã ủng hộ chúng tôi trong buổi trưng bày này. Thay mặt cho câu lạc bộ, tôi xin tuyên bố khai mạc trưng bày cây cảnh tại lễ hội chùa Cổ Đế năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn và chúc mừng cây cảnh nghệ thuật giao lưu cây cảnh nghệ thuật thị trấn Cát Thành. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và thật đồng nhiệt để cùng cảm ơn đã hoàn thành thắng ngày hôm nay. Hôm nay một tràng pháo tay thật lớn và thật đồng nhiệt thưa quý vị để cùng cảm ơn. Và tiếp theo xin một tràng pháo tay để cùng được hân hoan cảm ơn đã hoàn thành thắng đến từ hội sinh vật cảnh Sa Linh tiếp tục mòn trở lên cùng nghệ thuật tỉnh Thái Bình ạ. Và tiếp theo đến từ hội sinh vật cảnh Nam Giang do ông Nguyễn Quảnh thôn Đồng Côi. Và tiếp theo xin của các lãnh đạo huyện, thị trấn, nhà chùa cùng tất cả các vườn, nhà vườn và các câu lạc bộ, các tỉnh bàn, các huyện bàn đã cho chúng tôi và cũng là kích lệ cho chúng tôi để tiếp theo những năm sau tổ chức được hơn như hôm nay năm nay nữa và để chuẩn bị vào tiệc liên hoan thì có một chương trình